Thì sau khi các bạn đã xem qua cái bước vệ sinh động cơ rồi thì ngày hôm nay mình cũng trang bị nó hơi bị dày đặc tí xíu. Nó có một cái bảo vệ là cái mát nè. Đây là trong cái chương trình mà CCM Phát đang phòng chống dịch thôi. Thì ngoài cái việc mà sau khi làm vệ sinh động cơ xong thì bây giờ mình sẽ tiến hành cùng với lại anh em kỹ thuật viên, mình sẽ thay hết một loạt tất cả các loại dung dịch dành cho xe này, bao gồm nhớt động cơ nè, lọc nhớt động cơ nè, nhớt hộp số nè, nước làm mát nè. Ở đây thì sẽ có luôn một cái lọc nhớt hộp số, dầu phanh, và đây là sẽ là hai chai dung dịch bảo dưỡng và xúc rửa bảo dưỡng cách nước. Thì ngày hôm nay thì chiếc Colorado này nó sẽ bảo dưỡng full Benride. Thì Benride là một trong những hãng nhớt nhập khẩu trực tiếp từ Úc. Đây là một trong những loại nhớt mà Benride cung cấp cho CCM Phát. Đây là nhớt full synthetic, tổng hợp hoàn toàn 100%. Nó sẽ khác rất là nhiều so với những loại nhớt khoáng và nhớt bán tổng hợp hiện tại đang có mặt tại thị trường Việt Nam. Và ở CCM Phát thì mình đang luôn luôn nói không với lại những cái loại nhớt giả, nhớt nháy nha. Thì ở đây là mình sẽ sử dụng nhớt chính hãng 100%, đảm bảo cho tất cả các anh em độ an toàn cao nhất khi mà đem xe đến và tiến hành bảo dưỡng. Ok, thì bây giờ mình sẽ cùng với lại kỹ thuật viên xem cái những cái hạng mục bảo dưỡng và thay thế dung dịch tại CCM Phát cho chiếc Colorado này thì nó như thế nào. Bây giờ là đến hạng mục thay nhớt hộp số. Thì thay nhớt hộp số ở CCM Phát luôn luôn hướng khách hàng đến một cái chuẩn mực tốt nhất dành cho xe, đó là thay nhớt hộp số tuần hoàn. Thì thay nhớt tuần hoàn nó sẽ giúp cho chúng ta tống hết, đẩy hết toàn bộ những cái nhớt cũ có trong cái hệ thống hộp số ra bên ngoài. Còn nếu như mà các bạn thay nhớt hộp số một cách bình thường, các bạn chỉ cần xả nhớt ra rồi châm lên xả tràn, khi nào nó tràn ra thì chúng ta coi như nó là xong. Thì đó, nó vẫn còn lại ở trong cái hệ thống hộp số, ở trong hệ thống biến mô một phần nào đó, ví dụ như là 100% nhớt hộp số đi, thì nó sẽ còn nằm đâu đó tầm khoảng 15-20% nhớt hộp số còn lại. Ví dụ như một chiếc xe thay nhớt hộp số bình thường thôi thì nó chỉ tính khoảng 8 lít, nhưng mà nếu thay nhớt hộp số tuần hoàn thì nó sẽ tốn từ 10-12 lít. Đó chính là cái tốt của cái việc thay nhớt hộp số tuần hoàn và tại sao chúng ta phải thay nhớt hộp số tuần hoàn. Bảo dưỡng 80.000 cũng có một cái hạng mục nhỏ, tuy nhiên nó cũng không nhỏ đâu. Tại vì đối với CCM Phát thì tất cả những hạng mục dành cho xe nó đều quan trọng cả, kể cả xét lực bánh xe nha các bạn. Thì cũng có hẳn một cái quy trình riêng, đó là siết một con ốc, là phải đánh dấu một con ốc để đảm bảo rằng tất cả những cái hạng mục trên bánh xe, những con ốc trên bánh xe đều được siết đúng lực. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến một cái hạng mục đó, tính là thay dầu phanh. Thì thay dầu phanh ở đây thì CCM Phát cũng tất cả các anh em kỹ thuật viên cũng đã được training một cách cẩn thận rằng phải có một cái quy trình xả gió nó đúng, đó chính là xả từ cái bánh xa nhất cho đến cái bánh gần nhất. Thì mình sẽ tiến hành xả gió, một người kỹ thuật viên ở trên nè đạp phanh để đẩy hết toàn bộ những cái hơi ra khỏi cái đường ống hơi, và sau đó châm dầu phanh để mọi thứ nó hoàn toàn ổn định, để cho đến một cái hiệu quả tốt nhất dành cho hệ thống thắng của chiếc xe của bạn.